Chào mừng em đã quay trở lại là Cắm Lợn đây. Và hôm nay mình có chiếc laptop tiếp nối cái series GF. Hôm trước mình mượn bên An Khang chiếc GF 75, thì hôm nay có phiên bản là nhỏ hơn và giá dễ chịu hơn của GF 75, đó là GF 63. Hôm nay chúng ta cùng nhau trên tay phiên bản 15.6 inch này xem nó có gì hay ho và liệu có đáng các bạn bỏ tiền ra để mua không nhá. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. GF63 thì có rất nhiều phiên bản khác nhau. Tên đầy đủ của nó là GF63 Thin 9RC. Và các bạn có thể lựa chọn rất nhiều phiên bản từ chip i5, i7 và nhiều loại dung lượng bộ nhớ, dung lượng RAM khác nhau. Thì link của An Khang mình sẽ để phần mô tả video dành cho anh em muốn kiểu tham khảo các cái mẫu khác nhau để xem mức giá như thế nào. Và bây giờ là phần quan trọng nhất, laptop mà nó phải đẹp đẹp một tí, mình ôm đi đây đi đó nhìn cho nó ngầu xịt đúng không anh em. Thì đây là chiếc GF63. Chúng ta có một ngôn ngữ thiết kế nó khá là giống với chiếc GF75, với viền màn hình mỏng, trọng lượng là 1,86 cân, chưa bao gồm adapter, và cái độ dày của nó là 21,7mm. Lớp vỏ này thì vẫn rất là nhôm nhựa thôi, bởi vì cái lớp vỏ là sự kết hợp giữa nhôm và nhựa. Chính xác thì mặt kê tay và nắp lưng được làm bằng nhôm xước, còn phần khung máy và đáy máy cũng như là viền màn hình làm từ nhựa. Trong quá trình sử dụng thì mình cảm giác máy nó vẫn rất là chắc chắn, không có vấn đề gì phần nhựa này cả. Tuy vậy thì phần vỏ này vẫn có độ uốn cong nhất định, nhất là phần màn hình. Và cái khu vực bàn phím nó sẽ đỡ một chút, bởi vì nhôm lần này cái tấm nhôm nó không phải quá lớn như chiếc laptop 17 inch nữa, nên là vẫn cùng độ dày đấy mà nó thu nhỏ lại thì cảm giác nó cứng cáp hơn một chút. Tổng thể nhìn nó rất giống chiếc GF75, nhưng đi vào chi tiết thì chiếc GF63 cũng có nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên là phần bản lề không phải kiểu đẩy máy lên một chút mà là hoàn toàn nằm ở trên thân máy. Tiếp theo là chỉ còn một quạt tản nhiệt. Cái này là cái điều đáng thích nhất, chỉ còn một quạt tản nhiệt với tổng là hai khe gió ở cạnh sau và cạnh bên. Như vậy chắc chắn là nó sẽ không có khả năng tản nhiệt tốt bằng chiếc GF75. Tí nữa mình sẽ test game cho các bạn biết nhiệt độ như thế nào. Cuối cùng, cổng HDMI được đẩy ra cạnh sau, lúc đi dây ra màn hình ngoài trông sẽ kiểu thanh thoát gọn gàng hơn. Còn về số cổng giao tiếp, cạnh trái chúng ta có cổng USB Type-A, cổng sạc. Bên phải có thêm hai cổng Type-A nữa, jack cắm tai nghe và micro riêng biệt. Có cổng USB Type-C, một cổng mạng Ethernet và một cái cổng khóa Gadget Lock. Có hai điều anh em phải lưu ý. Thứ nhất là cổng USB Type-C này không phải Thunderbolt và không khả năng xuất hình DisplayPort. Và thứ hai là không có cổng cắm thẻ nhớ SD. Cái này là một cái điểm trừ rất lớn đối với người sử dụng camera nhiều như mình. Về bàn phím chúng ta có layout hơi khác so với GF75. Do máy nhỏ hơn nên loại bỏ cụm phím số, tức là đây là form bàn phím 10 keyless. Một cái điểm đáng khen là nút Windows đặt ở bên trái, nút Function ở bên phải. Cái này thì mình có nói khá là nhiều trước kia, bàn phím của MSI là nút Windows đặt ở vị trí bên kia là hơi bất tiện. Còn bây giờ chiếc GF63 đặt bên cạnh trái thì các cái nút combo của Windows bấm nó tiện hơn rất là nhiều. Về touchpad thì mình thấy nó khá là nhỏ và cảm giác hơi rẻ tiền. Với clickpad nó có cảm giác gì đó nó khá là lỏng lẻo. Bấm vào ấy, đó, các bạn sẽ cảm thấy rằng nó lạch cạch và nó không chắc chắn lắm. Cũng như là cái vấn đề là nó không được mượt như cái touchpad mà được phủ kính và diện tích thì khá là nhỏ. Thì mình đánh giá cái touchpad này nó chỉ là mức trung bình hoặc là trung bình kém thôi. Nếu anh em quá quan tâm về touchpad và các bạn đang sử dụng quen những cái laptop như kiểu Dell hay là MacBook rồi mà quay về laptop này với cái touchpad này thì sẽ cảm giác khá là tệ. Nhưng mà vì đây là laptop hướng đến đối tượng là game thủ, thế nên là phần lớn người dùng sẽ có con chuột đi kèm, thế nên mình sẽ không quá chú trọng vấn đề touchpad không tốt. Rồi bây giờ là màn hình, đã đập thẳng vào mắt các bạn. Chúng ta có tấm nền IPS Full HD 15.6 inch, tần số quét dừng lại ở mức 60Hz thôi, không gì độc đáo hay là bá đạo về tần số quét cả. Màu sắc tương đối ổn và đánh mắt, nhưng độ chuẩn màu chỉ dừng lại mức 45% NTSC, khó có thể làm hài lòng những bạn quan trọng về chất lượng ảnh, độ chuẩn màu sắc và nhất là các bạn làm video hay dựng ảnh chuyên nghiệp. Còn nếu các bạn là kiểu người nghiệp dư hay là người dùng cơ bản dùng để chơi game thì sẽ phải đáp ứng tốt các nhu cầu, bởi vì giá chiếc laptop này cũng không quá cao. Thế nên mình thấy rằng với chất lượng màn hình được tấm nền IPS góc nhìn rộng cũng như là 60Hz là phù hợp rồi. Còn nếu chúng ta muốn có màn hình 120x144Hz thì giá sẽ bị đẩy lên rất là cao. Còn bây giờ là phần cấu hình này khá là quan trọng. Chính xác cho laptop này thì mình có chip i5-9300H là Core i thế hệ thứ 9. Thì ngoài ra các bạn có nhiều lựa chọn khác nhau, hãy tham khảo link của An Khang dưới phần mô tả video. Mình có card đồ họa GTX 1060 này, có SSD 256GB, tiêu chuẩn cắm là PCI Express, tốc độ khá là nhanh, tốc độ đọc khoảng tầm 1,5GB và tốc độ ghi khoảng tầm 800MB. Thì nó nhanh hơn rất là nhiều so với SSD SATA cơ bản, nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái ngưỡng tối đa của SSD kiểu tiêu chuẩn PCI Express NVMe đạt được. Nhưng mà thế là rất là nhanh rồi. Chúng ta có một thanh RAM 8GB và còn một khe chống để nâng cấp về sau. Và các bạn có một khay lắp ổ cứng 2.5 inch để chống luôn. Rất tuyệt vời. Cái này thì anh em tha hồ nâng cấp một laptop này về muốn lên cái gì chỉ việc tháo đít thôi. Và mình tham khảo hãng MSI thì họ nói rằng là người dùng có thể tự tháo laptop ra và nâng cấp mà không mất bảo hành. Đúng vậy, MSI support khá là tốt. Tức là anh em đem về thì có thể tháo cái phần đáy máy ra và lắp thêm RAM, lắp thêm ổ cứng, miễn sao
không để lại dấu vết là được. Đừng kiểu làm bay mấy con tụ hay là mất con ốc gì đấy, hay là bị cào xước vào bo mạch thì sẽ bị từ chối bảo hành. Còn anh em lắp xong mà kiểu gọn gàng đẹp đẽ lắp lại thì có vấn đề gì về sau vẫn được bảo hành, rất tuyệt vời. Còn bây giờ là một số điểm benchmark dành cho anh em quan tâm. PCMark 10 đạt 4.243 điểm. Paradox Time Spy thì khá là thấp, chỉ đạt 1.801. Còn mình test cái phần mềm Cinebench R15 ấy, cái điểm multicore nó khá là dị, tức là mỗi lần lại một số điểm khác nhau, nó không ổn định. Thường chỉ loanh quanh quẩn là 500 điểm, lúc cao nhất đạt 816 điểm. Đây thì là một cái CPU 4 core 8 luồng với cái xung nhịp boost lên đến 4.1GHz. Do vậy nếu chạy hết hiệu năng thì hơn 800 điểm là điều chính xác. Đó, đáng ra thì nó phải tương tự như i5-8300H mà mình từng test trước đây. Nhưng không hiểu vì sao hiệu năng CPU trên chiếc GF63 này lại không ổn định như vậy. Và mình phát hiện ra một điều, đó có lẽ là do BIOS của máy được MSI điều chỉnh cho nó phù hợp với một số ứng dụng hay tác vụ để giữ cho nhiệt độ CPU ổn định ở mức quanh quẩn 80 độ. Khi chạy benchmark với Cinebench, stress test với IDA Extreme hay kể cả với các ứng dụng thực tế như game hay là render video của Adobe Premiere cũng như vậy. Cái TDP nó chỉ quanh quẩn ở mức 25W, rất hiếm khi thấy nó boost lên trên cao. Chỉ duy nhất chạy stress test với cái Intel XTU ấy, tức là XTU ấy, thì mới lên được 45W thôi. Cái này thì có lẽ chúng ta phải đợi xem MSI giải quyết như nào, họ cập nhật BIOS như nào để cho anh em kiểu full hiệu năng luôn cho nó gấu, chứ việc gì phải giới hạn mức hiệu năng làm gì. Cái này thì hãy đợi xem như nào nhá. Còn bây giờ là phần test game. Mình test các game rất là cơ bản và rất nhiều bạn chơi. Thứ nhất là Apex Legends, mình để 2 setting. FPS trung bình đã được là 41 FPS. PUBG medium setting là setting ở mức giữa, kiểu vừa đủ đẹp để anh em xem, thì nó là 59 FPS. Dota 2 là max setting 54 FPS. Và CSGO cũng max setting là 96 FPS. Các bạn lưu ý rằng tất cả đều ở độ phân giải Full HD. Thì hiệu năng không có gì quá ấn tượng cả, bởi chúng ta chỉ có cạc là 1050 thôi. Nếu anh em muốn hiệu năng tốt hơn thì hãy lắp thêm thành RAM nữa, chạy đùa channel sẽ ổn hơn rất là nhiều. Anh em đừng coi thường cái việc lắp thêm thành RAM nhé. Đùa channel nó kiểu hai tay ấy, thì nó sẽ cầm nắm các thứ nó tiện hơn rất là nhiều cầm một tay. Nên là cái điều đầu tiên khi mua máy về, nếu muốn nâng cấp hãy nâng cấp RAM đầu tiên. Và khi mình test game ý, thì CPU load khoảng tầm từ 60-70% và nhiệt độ lên quanh 80 độ. Còn GPU thì full load là 93 độ. Sau nửa tiếng chơi game thì mình mới ghi lại nhiệt độ này, thì mình nghĩ rằng đây là nhiệt độ ổn định rồi và nó sẽ không lên cao nữa. Về loa, chúng ta có hai loa 2W giống hệt chiếc GF75, đủ dùng cho một cái phòng tầm 20-30 mét mà không có nhiều tiếng động. Còn cái này anh em mà đem ra ngoài môi trường nào đó nó ẩm mỹ, kiểu quán cà phê hay là quán ăn gì đấy mà dùng cái laptop này sẽ cảm giác hơi khó nghe. Dung lượng pin của chiếc laptop này là 51 Wh và mình test bằng cách sử dụng để soạn thảo văn bản, lướt web và xem YouTube với màn hình full độ sáng và chế độ hiệu năng comfort, kiểu comfort của Omo anh em ạ, tức là hiệu năng ở mức vừa phải, không có gì phải tá tràng cả. Thì cái thời gian đạt được là khoảng tầm 4 tiếng on screen, khá là ổn trong một chiếc máy gaming. Hôm trước mình test chiếc Zephyrus S thì được hơn 2 tiếng on screen thôi. Thế nên mình nghĩ rằng chiếc máy này như vậy là ổn, có lẽ là bởi vì cái phần cứng nó không tốn quá nhiều năng lượng. Chiếc laptop này có mức giá là 20 triệu lẻ một vài trăm nghìn gì đấy, tùy nơi các bạn mua, mà mua ở An Khang thì theo mình là giá rẻ nhất và đã có thuế má đầy đủ. Thì lên quanh 20 củ, chúng ta được khuyến mãi một cái con chuột chính hãng này của Daewoo này, mình nhớ là con chuột này khoảng tầm 400 nghìn này. Chúng ta được khuyến mãi ba lô MSI này, được tặng cả tai nghe Daewoo, chỉ giá 450 này, có ba dây chuột này, bộ vệ sinh laptop này, vân vân mây mây. Và còn giảm giá 10% khi anh em kiểu mua thêm kiểu gaming gear tại An Khang nữa, thì được giảm khá khá. Thì mình nghĩ rằng với cái laptop nhỏ, gọn, nhẹ, màn hình ổn để đủ sử dụng, bàn phím backlit gõ cảm giác tốt, trên mỗi cái touchpad là một, và thứ hai là độ chuẩn xác màu sắc của cái màn hình thì nó không quá là có gì ấn tượng cả. Thì mình thấy 20 triệu là mức giá ổn, rất mỏng, rất nhẹ và cái hiệu năng đem lại vừa đủ, không bị quá nóng và không bị throttle. Chỉ có một cái vấn đề nữa là xem rằng MSI họ sẽ cập nhật BIOS như thế nào, bởi vì một số cái tác vụ hay là một cái phần mềm benchmark thì cảm giác cái CPU nó không được đẩy lên hiệu năng tối đa của nó, thì hơi bị đáng tiếc. Có lẽ rằng họ làm như vậy để giữ nhiệt độ ở mức vừa phải. Còn hiệu năng chơi game casual và các cái game nặng nặng mà mức medium setting thì mình thấy rất là ổn. Và đây là chiếc GF63 Thin 9RC. Hy vọng anh em xem xong video thì đã phần nào có những kiến thức hữu dụng để dự đoán xem là liệu có nên mua chiếc laptop này không. Và nếu mua, để đăng Khang link phần mô tả video nhé. Nhớ like video, subscribe nếu video này đưa lại cho các bạn các thông tin hữu ích. Và nhớ bấm chuông nữa để không lỡ bất kỳ video nào sau này. Còn mình là Super Heo, xin chào anh em và hẹn gặp lại. Peace!